Xin chào cả nhà nha, đang chuẩn bị làm xíu mại nha bà con. Xíu mại thì đáng lẽ phải có củ sắn mà nói chung đang trốn bệnh ở nhà, không có đi chợ khu người Việt được nên không có mua củ sắn nha bà con. Bây giờ tạm thời thì đang làm hành, hai loại hành, ngò rí, cà rốt, tỏi lăm bằm rồi, thịt xay, cà tomat. Thì bắt đầu bây giờ đang đi khử tỏi đằng lần ốp thịt. Thì bây giờ ở nhà mình có cái gì thì mình làm đỡ cái đó đi bà con, chứ không có đầy đủ. Đang bắt dầu lên nha. Bây giờ làm để tỏi vô làm khử nha. Rồi bây giờ nó thơm rồi, đang đi đổ vô ốp với thịt. Đang để ngược vô đây nha, cho nó thơm. Lăn ớt hết cái này vô. Củ hành lăn chừa lại một mớ. Lăn để vô một miếng tiêu nha bà con. Một miếng đường. Chút xíu muối. Dạ chút xíu bột ngọt, chút xíu nước mắm nha bà con. Dạ, cỡ. Rửa tay xong rồi đó. Không có bằng tay nó không có chính xác rồi bà con ơi, nên phải nhồi bằng tay rồi. Cái này có củ sắn không thì củ năng này mới ngon. Bây giờ không có củ sắn, củ năng gì hết rồi. Ơ anh ơi, lấy cho em xin cái trứng gà anh liệp. Tay em dơ rồi. Anh đập anh để vô hết luôn giùm em. Mượn ông xã làm giùm em. Quên một để trứng gà vô. Bữa nay có ông xã mình tiếp nấu chắc ngon lắm bà con ơi. Để trứng gà vô nãy giờ Lan quên nấu nha. Nhầm người ta thích người ta để chút xíu bột bột bắp đồ vô bà con, Lan không có để nha. Rồi giờ Lan để đây, Lan đi sắt cà, Lan làm giò viên bỏ vô. Cái tỏi nãy Lan vừa lại một mớ đó bà con, bây giờ đồ Lan để vô, củ hành vô. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để cà vô, Lan xào luôn nha. Rồi ở đây đang cũng liêm vô chút xíu bà con, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt, chút xíu muối. Rồi ở đây là mới chế cà tomat vô nha. Cà tomat thì tùy theo bà con nha, bà con muốn ăn nhiều ăn ít thì tùy mình thôi. Ví dụ muốn chua nhiều thì mình để nhiều. Đang để thì chắc có con giá này. Đang để nước vô nha bà con. Cho nó sẵn sẵn, nó sẵn sẵn rồi. Wow, thơm quá vậy. Ừ, muốn ăn cà không? Cái mùi cà quá thơm luôn. Muốn lấy ăn mới cho con không? Không, mẹ mẹ. Con còn chưa tới tối nay con ăn thủy nướng này với xíu ăn sầu riêng. Rồi cái mùi cải con thái bột chua á. Cái mùi ngon quá. Mùi nó thơm. Xíu mại. Ừ. Xíu mại thì cái nó mệt. Thịt xay à? Ném có không, thịt xay mẹ làm. Thịt xay mà, bữa nào muốn ăn. Xíu mại bánh mì phải không? Ê, con muốn ăn này không, mẹ chiên tàu hũ mà để qua cho con một dĩa. Thử không? Mẹ lấy tàu hũ mà chiên cho dĩa. Để mẹ lấy một shot cho. Mẹ làm cho mẹ. Vậy chị nào ăn mẹ làm. Con trai mình nó nói ngon, để chị nào ăn làm cho nó đồ chay. Cái này mình ăn mặn bà con ơi. Bớt lửa, làm giò viên làm bỏ vô nha. Viên bỏ vô. Nhiều người thì ta đem đi chiên nha bà con, Lan không muốn chiên nha, Lan muốn bỏ thẳng vô vậy luôn chứ không muốn chiên. Cục lớn lớn đi cho nó mau hết. Cục nhỏ quá lầu hết lắm. Cục bự bự đi. Tội nghiệp nó ăn chay. Nó ăn chay trường rồi, trong khi mình làm đồ mặn nó thấy ngon đó. Nên mà Lan ưa làm cái món đồ chay giống giống món đồ mặn là gì đó bà con. Tại vì mình làm giống gì nè, cái bà con làm mà tàu hũ chiên á, bà con để vô nguyên miếng, gì đó. Hồi luôn hay quá. Chở nó cho nó chín cho đều. Rồi bây giờ Lan chở đều hết rồi nha bà con. Cho nó đều vậy nó mới thấm cái gì nó mới chín. Đấy, lớp trên á, Lan nó có đậy lại. Giờ Lan nêm thử ra nó sao nha. Ngon quá. Ngon quá.
cho nó thấm ngon đó, 7-8 phút được rồi bà con là nó chín rồi. Sáng nay Lan đã làm xong cái chảo xí mại. Xin chào cả nhà nha, Lan đã làm xong món xíu mại ăn chung với bánh mì nha bà con. Mời bà con ăn xíu mại bánh mì với hai vợ chồng Lan. Mời cả nhà ăn sáng với hai chồng Lan nha. Anh Liêm ổng còn đang gầy gầy, ngộ lắm kêu ăn ảnh gầy gầy vậy đó bà con ơi. Hồi xưa tới giờ vậy rồi. Kêu ăn cơm hay gì đó, cái ảnh đi vòng hồi cái ổng mới lợi. Rồi mời cả nhà ăn xíu mại nha. Trong này là có lấy nước sẵn rồi. Mời cả nhà ăn. Thành ra là hồi ăn cái đồ ăn nó nguội hết không ngon. Cái tánh ăn vậy rồi giống như ổng không biết sao nó bận rộn quá nè. Đi làm lụi củi làm hoài vậy đó. Rồi mời cả nhà ăn bà, cả nhà ơi, xíu mại, bánh mì xíu mại. Rồi được ông xã nãy giờ vô rồi đó. Mời cả nhà ăn xíu mại với mình nha. Má tính ăn trước rồi thôi, đợi ăn vô ăn. Có hai chồng à, ăn trước ăn sao buồn. Bánh mì anh mua lộn mà. Không lộn. Nó có cái hộp á. Anh đâu thích hộp đâu. Hộp gì? Bánh mì nó có hộp nè, hộp đậu, hộp này kia vậy đó. Anh thích mà. Thử hả? Tưởng sợ anh không thích đó chứ. Em thấy nó giòn giòn. Nắng nó trói mặt anh. Cởi nó sao? Bưng hai hộp chứ ngoại đi ra cửa sửa soạn đi xuống mới đi em. Cái gặp người ta mang mặt nạ mà quên mới giật nhớ lại. Bóp nó cứng cứng mà. Đi hả? Ở đây này nó dễ lắm. Mua mở ổ. Mãi tôi mua 4 ổ kia thường thường ăn ăn mà. Ớt này không cay phải không? Chứ mại phải có tương ớt. Đó, giờ lấy cây qua ăn. Ngon. Lắp ngày sáng thức còn đâu hết. Hồi lúc trước á, đi về lấy thiêu chơi đó bà con. 5 giờ sáng ông xã mình dám xiên cho sợ ông thức dậy đi ăn xíu mại. Rồi, 7 giờ ra là nó hết giờ cháu quẩy. 6-7 giờ đi ra là không có còn xíu mại mà. Cái người qua mại mà hết. Giờ cháu quẩy hả? Mà cái người qua ta để cái chén, cái chung nó nhỏ nhỏ gì nè. Cái ta để 1 viên, 2 viên anh em quên là 1 viên. 2 viên hả? Hai viên xíu mại vô ta cho mình bán cho mình ăn chung với giò cháu quẩy ngon lắm. Mà xuyên chứ sợ nha, 5 giờ sáng thức dậy đi ăn rồi. Tại 5 giờ sáng thì là ở Úc mình cũng 9 giờ hả anh? Kịp 4 tiếng mùa hè. Mà xuyên vậy đó, mình lụi cùi mình ngủ tới 7-8 giờ đi là không còn gì hết á. Mình mà ngủ tới 7-8 giờ đi lại là hết trơn rồi. Còn 7-8 giờ là bán lagu rồi, bánh mì. Ủa bán, có bán lagu bánh mì phải không? Có mà. Hình như có bán giống như hát cảo rồi nữa phải không anh? Đặc biệt là cái quả ai ra 7:30 không còn sáng nào. Mà ở chợ siêu ăn hàng nếu đồ ăn dữ lắm. Mình thích về đó chơi lắm. Anh uống thử trà canh dây nha. Hả uống gì? Vì uống nước nóng ăn, có cả người nước nóng rồi mà làm trà. Em uống trà canh dây. Trà canh dây để vô cũng. Chỉ cái đầu lòng để vô lòng.
sáng nữa rồi bà con. Hình như nó không có màu nhiều. Thế là sứ mã người ta bỏ củ sắn ở bên Việt Nam, bỏ củ sắn nhiều. Đúng rồi. Mà nãy em có nói rồi phải không? Ông xã cũng không nói rồi. Thịt mắc. Ở đây thì củ sắn mắc mà không có chứ không phải mắc. Ở đây bữa nay không có rồi, ăn thêm nửa cục nữa rồi. Ngon quá. Mời bà con. Mời sư. Heo mắc quá. Ta nuôi á. Ừ, ngon quá. Ta làm cũng ngon. Mời bà con uống trà. Cái mùi nó nồng lắm mà nhưng nó không có màu sắc nhiều. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha bà con. Coi có thích cái món xíu mại của Lan thì cho Lan xin một like và ủng hộ hai vợ chồng Lan. Xin chào cả nhà, bye bye bà con.